Hello, hello, xin chào anh em nha. Chào. Hello. Ngồi xuống té con, ngồi xuống té. Hôm nay giới thiệu cho mọi người một cái loại, cái này là một dạng tăm sỉa răng nhưng mà dạng khác. Thì cái này người ta không gọi là tăm sỉa răng mà người ta sẽ gọi là Okamura của Nhật, của ba đâu kêu không sỉa răng đâu, ba review mà. Thì cái này á người ta gọi là chỉ nho khoa nha, chỉ nho khoa. Thì đây cho mọi người xem là cái chỉ nho khoa. Ba đang quay video. Mình chờ chút xíu nha, nút còn mang đây. Xin chào mọi người. Con chơi màu màu nè. Khi mọi người, cái này mình không có bán mà mọi người nha, mình chỉ review, mọi người biết, mọi người thích thì mọi người xài thôi, chứ mình không có biết bán này nha, không phải là buôn bán đâu nha. Một gói như vậy nó chỉ có mấy chục ngàn thôi anh em, nhưng mà được rất là nhiều nè. Cái này là nhà em xài hết cũng hơn 10 cây à. Cái này nó, anh em nhìn nó như cái đờn vậy á. Anh em thấy không? Ôi té con, ngồi xuống con. Đây mình bỏ răng, đó. Đó, này á, ha. Cái này hả? Con chơi màu đi. Thì tác dụng của nó là mọi người xỉa cái này mọi người không có bị hở chân, hở cái răng á mọi người. Em có xài cái này của vợ em xài. Màu trắng. Xỉa cái này á nó không có bị hở chân răng mọi người nha. Cộng chỉ á nó mà. Mọi người đưa vô mọi người cưa qua cưa lại vậy nè. Là cái cái những thức ăn bám vô răng nó sẽ đi theo nó ra mà nó không có bị hở chân răng mình. Còn mọi người sẽ bằng tâm á. Thôi đừng có bám, mọi người chọt vô, mọi người chọt một thời gian cái chân răng mọi người đó. Cái răng mọi người nó sẽ bị hở ra. Nó hở ra tè bè luôn nha. Bây giờ nó chọt cho nó sẽ nông mọi người cứ thói quen mọi người. Mình bắt đầu ăn dính ăn chỗ nào mới đó mình xỉa cho một chỗ đi, từ từ cho nó hở ra mình. Đó, xuống. Xuống hả? Xuống đây. Nó rất là cái này rất là tiện mọi người. Đây bút đồ cơm cơm, đồ cơm nữa. Đấy, thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem này thôi ha. Rất là rẻ mọi người. Ví dụ một mình mọi người, nhà mọi người nhiều anh em á, ai mà xài một cái này anh em có thể xài được vài ngày đó. Hả? Chứ không có phải mà xài lần bỏ anh em nha, cho nên rất tiết kiệm mà nó rẻ nữa không? Mà anh em xỉa bằng cái này nó không có bị khỏi chân răng anh em nữa, rất là tiện lợi luôn mà rẻ tiền nữa. Hỏi đi review cho anh em xem nè thôi ha, anh em mà thích thì mua mà xài. Thì mình thấy hay giới thiệu cho anh em mình mới biết. Rồi, tạm biệt anh em nhé.